Alo, xin chào cả nhà. Tối ngày hôm qua thì Nhung có một chút sơ suất là mở cửa sổ ở phòng ngủ, quên mất không đóng. Và thứ hai là mặc cái áo thun nó khá là mỏng, sau đó thì mở cửa sổ. Thành ra là buổi sáng ngày hôm nay thức dậy thấy cơ thể của mình nó cứ như là kiểu bị tái nhiễm lại Covid ấy ạ. Thế và cũng thực sự là cũng thấy hơi lo lắng, bởi vì là ngày hôm qua thì Nhung cũng có gặp một chị bạn cũng bị Covid, bị lại Covid lần hai, và chị cũng bảo là chị khỏi rồi. Thế nhưng chị cũng có cảnh báo với Nhung là em có ngại gặp chị không, vì có sợ bị tái nhiễm chủng mới không. Thì Nhung cũng có trả lời là thôi thì bây giờ thì đằng nào thì chị cũng bị rồi, chị bị hai lần rồi, em cũng bị rồi, và em cũng là đến ngày số 10 rồi, số 10, 11 rồi, em cũng nghĩ là ổn. Chứ bây giờ nếu mà cũng cứ cách ly mãi thì cũng chẳng gặp được ai. Và hôm qua đi về rồi kết hợp với cả việc mà mình đi ra ngoài ấy, mình thấy là mình cũng bị lạnh ấy, bị lạnh. Mà ngay lập tức thì sáng ngày hôm nay thì Nhung thức dậy trong một cái trạng thái nó không được thoải mái cho lắm. Toàn bộ khu vực đầu này, gáy này, thân này, người này là bị lạnh hết, bị lạnh. Và Nhung nghĩ ngay đến cái công dụng tuyệt vời của cái máy sấy tóc mà đợt trước Nhung đã được một người bạn của Nhung học diện chẩn ấy, bạn đã chia sẻ cho Nhung. Và trong cái lúc mà cơ thể của mình nó mệt như thế này thì mình sẽ chọn cái máy sấy tóc mà công suất lớn một chút đây này. Đấy, Nhung lấy cái máy sấy tóc Panasonic và đặt luôn trên giường như thế này. Thì mình không phải cầm, bởi vì là khi mà cơ thể mình mệt mỏi mình còn phải cầm nữa thì mình rất là mệt. Thế thì là mình cứ nằm xoay ở đâu mình xoay đấy. Ví dụ mình muốn sấy các huyệt đạo ở phía đằng sau gáy thì mình sẽ nằm như thế này. Đó, mình sẽ nằm ở như thế này. Và gần như là cái hơi nóng của máy sấy tóc nó sẽ sấy toàn bộ khu vực đằng sau huyệt đạo ở đằng sau gáy của mình. Và đằng sau cổ gáy nó có rất là nhiều những huyệt đạo hay là những cái dọc sống lưng. Nếu muốn sấy dọc sống lưng như này thì Nhung sẽ nằm như này để cho cái máy sấy nó sẽ vào các huyệt đạo ở dọc sống lưng. Mà mình cũng không cần phải cầm tay, mình không phải cầm, không mệt. Đây là một cái cách mà Nhung thấy rất là hay và muốn chia sẻ với anh chị và các bạn. Nhất là những người mà đang bị cảm lạnh nhé. Mình đang bị cảm lạnh này, hay là đang bị mệt này, cơ thể mình mệt này, và bản thân tay mình rất là mỏi, mình cũng không muốn phải động chạm đến. Thế thì cái tiếp theo đó là nếu như là chúng ta muốn nó thẳng vào tất cả các huyệt đạo của đây, máy để ngay trước mặt mình nhé, ngay trước mặt luôn này, mình muốn nó mình để cách xa nó khoảng tầm một mấy chục mét đây này, để cho nó cái hương nóng của nó xông thẳng vào hai cái huyệt đạo ở bên hai bên mũi của mình này, cái huyệt đạo giữa mũi này, đấy ở đây này, khu vực cả mặt này, rồi là khu vực cổ họng này, đó, thế rồi là khu vực hai thái dương này, đấy, hai thái dương này, rồi khu vực là nhân trung này, đấy, rồi là nếu như mình muốn sấy cái khu vực đầu này, thì đấy mình có thể nâng cái máy sấy tóc lên một chút, đó mình nâng lên nhá. Đây là mình chỉnh để nâng lên một chút, và mình có thể lấy một cái đồ vật gì đấy, cái châm sạc điện thoại chẳng hạn, nâng nó lên như này, thì cái máy sấy này nó sẽ sấy thẳng vào cái nhân trung của mình. Đó, thế rồi mình muốn sấy đỉnh đầu thì cũng thế, mình sấy đỉnh đầu mình cũng nâng nó lên và sấy thẳng vào cái đỉnh đầu của mình. Đó, rất là tuyệt vời đúng không ạ?
Và Nhung đã làm như thế này khoảng được khoảng tầm 10 phút thì thấy nó dễ chịu hẳn luôn. Và cảm giác là mình không cần phải đánh gió đâu ạ. À, mấy lần trước là Nhung cứ phải đánh gió này, rồi Nhung phải đánh gió rượu gừng này, rồi đánh đánh gió bằng đồng bạc này, rất là mất công. Và trong lúc mà mình đang mệt ý, mình cũng rất là ngại dậy luộc trứng này, rồi là dậy lấy đồng bạc để đánh. Và cái cách này thì Nhung thấy đúng là một cái giải pháp hiệu quả, giải quyết ngay lập tức kịp thời cho những anh chị mà đang bị cảm nhé. Thế và hai bên tai này nó có những cái huyệt đạo mà nó tác động rõ rệt vào cái việc mà mình chú, đối với những người mà thể hàn ấy, nó sẽ tác động rõ rệt vào những cái vào cái việc mà tăng thân nhiệt của chúng ta. Thế cho nên là chúng ta sẽ sấy vào hai cái khu vực cái tai này, sau đó thì mình lại xoay bên này để mình sấy bên khu vực bên tai bên này nhé. Đó được chưa ạ? Thực sự nhưng thấy dễ chịu lắm ý, các anh chị có thể là làm luôn mà ngay đi. Và rất là lâu rồi nhưng mới nhớ ra được cái tác dụng của cái máy sấy tóc trong việc điều trị cảm lạnh, rồi cảm mạo, cảm lạnh, rồi là cảm, kể cả cảm cúm hay là bị Covid. Thì đây cái phần hơi này nhá, chúng ta lấy vào khu vực mũi này, nó cũng dạng như là không. Và nếu như là các anh chị có thêm một chút dầu gió nữa thì càng tuyệt vời luôn đó. Và tiếp theo là anh chị muốn sấy cái khu vực lưng thì chúng ta nằm xoay đây, chúng ta nằm xoay để cho cái máy sấy nó ở đằng sau lưng đây này, nó sẽ vào toàn bộ những cái huyệt đạo dọc sống lưng và chúng ta sẽ chỉ việc chỉnh người thôi mà chúng ta không cần phải cầm cái máy sấy đó. Và tiếp theo một cái nữa đó là chúng ta phải sấy cái khu vực phía mông ấy, xương cụt của chúng ta ấy, nó sẽ ảnh hưởng rất là tốt đến việc mà chúng ta tăng cái thân nhiệt của cơ thể của chúng ta lên và đẩy được cái tà khí ở trong cơ thể của chúng ta ra khỏi cơ thể của mình khi mà chúng ta bị thâm nhập cái cảm lạnh đó. Đấy, rất là tuyệt vời luôn đấy. Và nếu như trong quá trình mà chúng ta sấy thì chúng ta có thể dùng thêm, kết hợp thêm cả bàn tay chúng ta vuốt, chúng ta xoa khoảng 10 lần ở dọc khu vực sống lưng đó. Chúng ta dọc khu vực sống lưng, chúng ta lấy tay này, rồi chúng ta lấy tay này đó, đúng không ạ? Thế và cái khu vực mà phía trước thì đây, chúng ta có thể cái máy sấy nằm phía trước đây này đó, cái máy sấy đây nhá, là đây rồi đó. Thì chúng ta muốn sấy cái khu vực bụng thì chúng ta nghiêng cái máy sấy lên để chúng ta sấy cái khu vực bụng. Đối với những người mà bị cái vùng bụng ấy nó hay bị tiêu hóa kém này, hay là u sơ tử cung này, thì chúng ta có thể sấy u sơ tử cung, hay là gọi là cái gì đó, lạc nhiệt mạng tử cung, thì chúng ta có thể sấy ở cái khu vực vùng bụng như này đó. Và rất theo cái thông tin mà mình đã tham khảo được thì rất là nhiều anh chị em mà bị khối u ở tử cung ấy, nó đã có sự cải thiện rõ rệt sau khi mà chúng ta sử dụng máy sấy tóc này. Chúng ta sau khi tắm, nhất là lúc mà chúng ta tắm xong thì chúng ta sẽ sấy ấm xung quanh khu vực vùng bụng. Nếu như anh chị mà không có kinh nghiệm về huyệt đạo thì anh chị cứ sấy xung quanh đấy. Và cái cách tốt nhất là đối với người mà đang mệt thì chúng ta cứ lấy cái máy sấy tóc này, chúng ta nâng nó lên một chút, chúng ta có thể lấy một cái sạc, chân sạc điện thoại, chúng ta gá nó lên để chúng ta không cần phải sử dụng, không cần lấy tay cầm, như vậy nó sẽ rất là mệt. Thế anh chị muốn sấy hai đầu gối đó, đang bị cảm mà, anh chị sẽ sấy hai cái đầu gối, trụ cái đầu gối như này, anh chị nhìn thấy không, sấy
sấy hai cái đầu gối. Và tiếp theo nữa là gì? Cái máy sấy tóc ở đây anh chị để đây nhá. Sau đấy thì sấy cái bàn chân, khu vực cái bàn chân, mình chụm cái bàn chân lại. Đó, chụm cái bàn chân lại và giơ nó lên nhá. À các bác ơi, bé caramel đang thấy mẹ bị mệt cơ, bé ra đây, bé thơm mẹ. Con thơm mẹ. Mẹ ơi, mẹ hẹ chưa? Mẹ hẹ chưa? Đấy anh Vani này, anh ấy nghịch, anh ấy cậy hết cả cái thảm phòng này ra đây này. Mẹ vẫn chưa dán lại được đây này, caramel ạ. Đó. Đây các bác ơi, cháu thấy mẹ đang bị mệt, cứ là gọi mẹ. Mẹ ơi, mẹ hả chưa? Mẹ đã hả nhiều chưa? À thôi mẹ, à mẹ cũng sấy cho bé nhá. Mẹ cũng sấy cho cái bé cái mũi để cho bé đỡ hụt hịt nhá. Rồi các bác ạ. À, một chút kiến thức đông y để giúp cho chúng ta vực dậy được cái sức khỏe. Bởi vì hôm nay là thứ hai, là ngày đầu tuần mà, chúng ta phải khỏe, phải năng lượng chứ ạ. À? Không có thể có cái câu chuyện bị mệt, bị ốm vào cái ngày đầu tuần được ạ. Thế và cũng xin chia sẻ với các cô, các bác là sau khoảng tầm 10 phút sấy thì sức khỏe của em đã cải thiện rõ rệt luôn ạ. Nó như là một phép màu, em không thể tưởng tượng nổi luôn. Đó, mặc dù là đấy đầu giờ sáng bị cảm, em cảm giác như là nó như là bị Covid lại luôn ấy, sợ quá. Và chợt nhớ ra là bây giờ thì sáng thứ hai mà lại dậy thì cục là đánh gió dịu gừng các thể loại thì ngại quá. Thế là cũng là trong lúc đang người đang chìm xuống thì nghĩ ngay đến cái công dụng vô cùng tuyệt vời của máy sấy tóc và em đã xử lý được rồi ạ. Đó, và bây giờ thì tiếp tục là lấy cái máy sấy tóc này để sấy cái khu vực mặt. Đó, sấy khu vực mặt, sấy khu vực các huyệt đạo ở mũi, ở hai bên mũi, rồi khu vực nhân trung. Đây, cái khu vực này nó rất là quan trọng này này, sấy được cái khu vực nhân trung này. Đó, chúng có cảm chúng có độc, cảm mạo nó đều là bị vào cái huyệt nhân trung này và cái huyệt đằng sau gáy. Gần như cho nó quay thay thôi, và hai bên tai. Và đằng sau, đặc biệt là đằng sau tai nhá, đằng sau tai nó rất là quan trọng, cho nên là Nhung sẽ sấy như này, sấy nghiêng như này nhá. Đấy, thì nó sẽ vào hai tai này, xong rồi sấy cái khu vực sau gáy này. Mà không cần phải làm gì, có quý vị thấy không? Cái cách này Nhung chia sẻ này là không cần phải cầm nhá, không phải mệt nhá, rất là tiện lợi luôn. Và các quý vị lên sử dụng cái máy sấy tóc nó xịn xịn một chút và nó có công suất cao. Nó có công suất cao một chút ạ, mà máy nó tương đối xịn thì cái hơi nóng của nó mới hiệu quả. Và hai là nó có thể chạy liên tục mà không hề bị sợ lo nó máy bị ngắt. Cái máy này nó chạy khoảng tầm đến bây giờ khoảng tầm 15 phút rồi, liên tục 15 phút rồi. Và rất là tốt luôn. À thế mẹ sấy cho con nhá. À, mẹ cháu sấy cho cháu đây. Cháu cũng bị hụt thịt à. Cháu cũng bị hụt thịt. Mẹ sấy cho mẹ. Bé hợ. Bé Catamen rất là sợ máy sấy tóc. À, bây giờ thì khi mà như thấy khỏe hẳn rồi thì như mới cầm tự tin cầm cái máy sấy tóc để sấy những cái khu vực nào mà mình cần phải tập trung ạ.
máy sấy tóc để sấy các huyệt đạo của cơ thể, sấy cả cái huyệt ở bụng để xử lý cái vấn đề u sơ tử cung, sấy cả đằng sau những cái huyệt và đằng sau cổ cánh cổ tay, cánh tay cổ tay. Xin cảm ơn tất cả các cô bác đã theo dõi video của Nhung và chúc cả nhà có một sức khỏe thật là tốt trong một cái tuần mới nhiều năng lượng nha. Xin chào. Bye, cheers. Và bây giờ Nhung đã có thể dậy được rồi. Nhung dậy tập thể dục và Nhung dậy nấu ăn sáng. Đó, và chuẩn bị cho một tuần mới thật nhiều hoạt động, thật nhiều niềm vui nha.